mùa xuân đã về trên cánh lá, tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm. Mùi hương nào rất quen, nghe như làn môi ấm, nghe đâu từ sâu thẳm đất truyền mình sinh sôi. Trong ánh mắt em cười có màu xanh khoai sân, trong bàn tay xinh xắn có hình dòng cánh xanh. Mùa xuân về em ơi, cơn mưa đầu mát lạ. Mùa xuân về anh ơi, nắng mới đã bay về. Và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ độ ấy. Em đi vào sương mây, đi trời còn hơi sương. Và anh lại ra đi vui như ngày hồi. Mùa xuân biên giới sống anh gác trời xa. Chiến thắng xóm vui trong mùa nắng như gọi đồng chín vàng. Ngày anh đi cách xa khuấy sao được nỗi nhớ, thương nhau dù cách trở giữ trọn lời tin yêu. Trên chiến tuyến giết thù có bàn tay anh chắc, nơi hậu phương xa lắm vững vàng bàn tay em. Mùa xuân rồi đi qua, cơn mưa hè hối hả, tình ta càng thêm sâu như những chiếc hôn đầu. Và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ đổi. Em đi vào sương mây trời còn hơi sương, và anh lại ra đi vui như ngày hồi. Mùa xuân biên giới sống anh gác trời xa. Và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ đổi. Em đi vào sương mây khi trời còn hơi sương, và anh ra đi vui như ngày hồi. Mùa xuân biên giới sống anh gác trời xa. Mùa xuân biên giới. Trời dành chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường. Như ngày qua em ở hậu phương, như ngày qua anh nơi chiến trường. Đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Nơi nơi xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ ngàn đời vẫn ước mơ. Ơ rồi
vẫn vững lòng, tình yêu đang rẽ sông đi tô thắm non sông. Nhớ ghi mãi lời bác, trái tim mãi hồng tươi, đẹp thay những lứa đôi vì quê hương bên hiền. Trời xanh chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường. Như ngày qua em ở hậu phương, như ngày qua anh nơi chiến trường, đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai danh vai trên công trường. Trời xanh vườn ống khói xuân sang khắp nơi nơi, xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ, ngàn đời vẫn ước mơ. Dù nắng mưa vẫn bền chí, gió sương vẫn vững lòng, tình yêu đang rẽ sông đi tô thắm non sông. Nhớ ghi mãi lời bác, trái tim mãi hồng tươi, để thay những lứa đôi vì quê hương mến yêu. Nào đi ta đi lên dựng xây quê hương ta bừng sáng đẹp trong muôn câu. Xin gửi đến quý vị khách quý lời chào mừng, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất. Chúc cho chương trình hôm nay thành công tốt đẹp. Về tham dự buổi gặp mặt hôm nay, rất vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các vị khách quý. Về phía công ty cổ phần tôn mạng VNCU Thăng Long, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Trịnh Đình Hùng, tổng giám đốc công ty. Ông Lê Văn Cần, phó tổng giám đốc công ty. Ông Đoàn Phong, phó tổng giám đốc công ty. Cùng về dự hội nghị ngày hôm nay còn có các đồng chí trưởng các phòng ban, quản đốc phân xưởng công ty, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tôn Phương Nam, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Lê Chính Phương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Bà Chu Thị Thu Huyền, giám đốc công ty. Đặc biệt có sự hiện diện của các vị khách quý tham dự ngày hôm nay, xin gửi lời cảm ơn chân thành và nồng nhiệt chào đón quý vị. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Trịnh Đình Hùng, tổng giám đốc công ty cổ phần Tôn Ma VNC Thăng Long lên phát biểu khai mạc chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Và Trung Thị Thu Huyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tôn Phương Nam, kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Lời đầu tiên thay mặt cho lãnh đạo công ty cổ phần Tôn Lạc Nguyên Thăng Long, tôi nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý khách hàng tại buổi gặp mặt của Nguyên Thăng Long ngày hôm nay. Thay mặt cho lãnh đạo công ty cổ phần Tôn Lạc Nguyên Thăng Long, tôi xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý khách hàng trong ngày hôm nay và hy vọng trong thời gian tới sẽ có rất nhiều quý khách hàng sẽ ủng hộ và tin dùng sản phẩm của tôi Thăng Long nhiều hơn nữa. Xin kính chúc quý vị có sức khỏe và nhiều thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện đến công ty cổ phần Tôn Mạng VNC Thăng Long và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tôn Phương Nam cùng lên sân khấu để nâng ly khai tiệc.
Đại diện công ty cổ phần thương mại VNC Thăng Long xin trân trọng kính mời ông Trịnh Đình Hùng, tổng giám đốc công ty. Xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Cần, phó tổng giám đốc công ty. Xin trân trọng kính mời ông Đoàn Phong, phó tổng giám đốc công ty. Về phía công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tôn Phương Nam, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Lê Chính Phương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Bà Chu Thị Thu Huyền, giám đốc công ty Tôn Phương Nam cùng lên sân khấu để lưng ly khai điểm. Và ban tổ chức xin phép được bắt nhịp ạ. Ban tổ chức xin phép bắt nhịp là 2 lần xô và 1 lần uống. Quý vị ơi! Xin chân trọng cảm ơn. Ở giải ba chúng ta có 5 phần quà. Xin mời ông Phúc Nam Hiếu.
Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Lê Văn Cần, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại VN Steel Thăng Long lên bốc thăm và trao giải. Thưa tấu giải nhất, chúng ta có hai giải nhất, mỗi phần quà là nồi cơm viên cao tầng Trang Caru. Xin mời ông bốc hai phiếu. Chờ những các khách hàng đã có giải rồi. Ai muốn được giải nhất thì giơ tay để bốc luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng mà rất tiếc là có hai. Em sẽ chúc mừng hai người là may mắn trong 6 người giơ tay. May mắn đầu tiên thuộc về khách hàng có chữ cái đầu tiên tên là Phương. Xin chúc mừng khách hàng Phương Nam Vĩnh Tường. Cái may mắn dành đến tiếp cho khách hàng có chữ đầu tiên tên là Thuận. Ai là Thuận giơ tay ạ? Ban tổ chức xin trân trọng kính mời khách hàng Thuận Nam và khách hàng Phương Nam cùng lên sân khấu để nhận giải nhất của ban tổ chức. Vâng, xin quý vị đồng tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hai giải nhất ngày hôm nay. Và cuối cùng là lượt bốc giải đặc biệt một máy lọc nước Kangaroo. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Trịnh Đình Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tôn La VN Steel Thăng Long, ông Lê Chính Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tôn Phương Nam lên bốc thăm và trao giải đặc biệt. Xin trân trọng kính mời hai ông. Vâng, giải đặc biệt hôm nay xin chúc mừng khách hàng Tiến Mạnh. Xin trân trọng kính mời khách hàng Tiến Mạnh lên sân khấu để nhận giải đặc biệt của ban tổ chức. Xin quý vị đồng tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng giải đặc biệt ngày hôm nay. Chương trình giao lưu gặp mặt khách hàng hôm nay do Công ty Cổ phần Tôn La VN Steel Thăng Long kết hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tôn Phương Nam đã tổ chức thành công tốt đẹp. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn chân thành vì sự hiện diện quý báu của các vị khách quý. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc.